Lúc này cũng là 10 giờ 25 phút của anh em. Đang lấy cái lô cái đó, cái nào vừa thế? Không, cái đấy thì nó lại không chuẩn. Được nhá. Được. Này, thích đóng cho mò. Ngang sau lưng anh đây. Đồng hai bên rồi đó. Được chưa? Đóng vào đây phải không? Rồi. Bộ phận âm thanh ánh sáng. Biết nhá, xả nhiều nhiều lắm. Xả đi đó hay chưa xả đi? Đó. Đó, hoa trên đó. Không có cái này trên mà. Được chưa? Rồi. Rồi, đó, gà nhà mình đã đến khoảng tầm 12 con. Hôm nay ngày 30 tháng 3 2021.